dưới đây đúng không? Ừ, màu xanh. Okay. Mình ăn cơm rồi đúng không? À, em đem tới cho chị ít đó quà. Dạ. Đây, ba năm liệt hả chị? À. Trời, hai rồi chị làm cái gì? Chị làm sắt á, phụ hồ á. À, phụ hồ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 40. 40 hả? À. Rồi có chồng con gì chưa? Không, chị ở với ba nè. À, tội nghiệp hả? À, ba cứ nằm vậy á, rồi chị đi làm rồi cứ chưa chị về. Bà năm nay bao nhiêu tuổi? 376. À, chị đem 376 hả? Dạ, em vô em coi hoàn cảnh sao rồi em tiến kiếm đường em giúp. Dạ. Trời. Dạ. Dạ. Thôi kệ nó. Con nó có mở cái bếp chay đó con nấu. Con nấu để con tặng trong hoàn cảnh khó khăn này, trong mùa dịch này nè, công việc nó không ít đó. Rồi chị có đi làm gì không? Giờ có việc không? Đang có việc không? Người ta kêu rồi đi. À. Ví dụ như cứ nửa tháng lại lưng lần là có khi được làm được 8 tới 10 ngày. Dạ trời ơi rồi đủ sao đủ ăn. Rồi bà có uống thuốc uống men gì không? Bà uống thuốc y tế thôi. À uống thuốc y tế à, cho. Xã hội người ta cấp cho. Tới tháng là đi lại cho mình điện thôi. Rồi con mở cái này cái tầm khoảng cỡ 2 tháng đó. À, thì trong 2 tháng buổi trưa con sẽ đem cơm qua cho chị với bà dùng. Dạ. Thì kệ nó bây giờ mùa này cũng ai cũng khó khăn công việc không có đâu. Dạ, thì con cũng vô con coi thử hoàn cảnh thế nào rồi con kia con có mấy anh chị đó cũng mạnh thường quân đó họ giúp được gì họ giúp cho mình. Dạ. Dạ ba bị lâu chứ chị? 5 năm. 5 năm rồi hả? Lời lâu nay hai bà cháu ở với nhau vậy. Ba, chị thấy... trước có ba chị nhưng mà ba chị bị tai biến cũng trước ba. Ba chị bị tai biến 6-7 năm á, năm chỗ xong rồi trời ba mới mất được gần 49 ngày rồi. Là mới mất luôn. Thôi thảm thương quá. Bây giờ rồi chị ra đây thuê trọ tháng bao nhiêu tiền? Tháng luôn cả điện nước là 1,5 triệu. 1,5 triệu. À. 40 tuổi rồi. Cái ở dậy nuôi bà đây. Trời. Mày kệ nó. Sáng chị đi làm nên chị cho chị mua đồ ăn đó rồi ba nằm ba ăn đại vậy rồi cái trưa về ăn uống với bà xong rồi chị về. Dạ. Yeah. Thôi bà giữ gìn sức khỏe nha, ráng ăn uống con có nấu mấy đồ chay á thì con có cho sữa đó. Rồi để con vài bữa nữa con coi thử mai con có sữa thì con đem qua cho bà uống và khỏe một cái nha. Cảm ơn em. Dạ. Thôi thôi hai chồng chị với bà ăn nha. Em đi đã rồi, em cảm ơn chị nha rồi. À, tội nghiệp quá, con chó đâu dễ thương vậy con. Ồ, mở mừng. Thì Vũ vừa mới đi tới thăm bà với một bà bị tai biến đó, rồi nằm một chỗ với lại là chị nữa thì hoàn cảnh mọi người cũng xem rồi đó, thấy rất là tội nghiệp. À, nên là nếu mà anh chị cô chú nào có điều kiện thì Vũ mong mà giúp đỡ cho hai mẹ con chị đó. Chứ bây giờ là vừa ở trọ rồi vừa một mình chị nuôi nữa. Bây giờ mùa dịch thì đi làm đâu có được nhiều đâu. Một tuần chị chia sẻ đó, một tuần là một tháng là làm được tuần 10 ngày chứ mấy. Thì lương ngày thì cũng được mấy triệu đúng không? Lương 10 ngày thì được mấy triệu chứ mấy, 2-3 triệu chứ mấy. Đó. Ngày đi phụ hồ đồ ngày chắc được mấy trăm ngàn, 300 ngàn hả? 3 triệu bạc rồi ăn uống làm sao? Nên nếu mọi người có điều kiện thì Vũ cũng mong là giúp đỡ. Muốn anh chị nào mà có điều kiện thì giúp đỡ thì cứ nhắn cho Vũ hay là Vũ sẽ cho cái số điện thoại á. Rồi mọi người tới giúp nha. Giờ Vũ đi phát xong rồi trên đường về này Vũ còn một hai phần cơm á. Thấy anh chị cô chú nào mà bán vé số hay này kia thì Vũ ghé Vũ cho ăn trưa.
Bà ăn cơm chưa? Bà ăn cơm chưa? Con cho con tặng cho bà mày cơm nha. Trưa bà cứ ngồi đây nha, trưa mai bà cứ ngồi đây con tặng, con đem cơm ra cho bà ăn nha. Bà cứ ngồi đây trưa tầm khoảng cỡ 11 rưỡi nha. Rồi. Bà đang làm gì, bán vé số hả? Đi bán vé số mà vé số bà rồi công chuyện này người ta nghỉ. Nghỉ trời ơi, rồi giờ ngồi đây làm gì đây? Cho gạo. À, cho gạo hả? Bà ở với ai? Bà ở với ai? Nhà có bao nhiêu người? Ở nhà có hai mẹ con à. Hai mẹ con hả? À, mà thằng kia nó bị tâm thần, nó không có trời làm. Ơi, tội nghiệp. Nhà bà ở đâu? Thuê phòng trọ trên xe 5 á. Trên xe 5 hả? Rồi sao tìm được nhà bà? Bà có số điện thoại hay có gì đâu không? Có cái giấy điện thoại, có cái giấy điện thoại đây. Rồi đưa con đi, đưa con số đi, rồi con lên con coi thử làm sao con kiếm đường con giúp cho nha. Rồi cứ gọi này là tìm được nhà bà đúng không? Đúng. Rồi cái đây là cái số của bà hàng xóm hay sao? Cái số cái số điện thoại của bà. Nghe được không vậy trời? Rồi con chụp hình rồi cất đi để đưa cho người khác. Người ta nói người ta cho gạo hả? Hồi con coi thử con có cái gì con lên con cho nha. Khi nào bà mới có ở nhà? Vô xe năm á, mà xuống dưới chỗ kia, qua mặt cây xăng, muốn xuống chỗ lò bánh mì, đồ phượng á. Rồi. Đồ cô phía ta trái và có hiểm xe hao vô được á. Dạ. Đó là cứ đó đi xuống. Rồi. Số nhà 30, cái dãy phòng trọ. Phòng trọ đó là địa chỉ bao nhiêu? Số nhà 30. 30 Triệu Việt Vương. Triệu Việt Vương mà cái hiểm đó đi xuống chỗ cái lò bánh mì, phượng cái đầu này là có cái hiểm xuống. Dạ rồi, dạ rồi. Trời ơi, bà là người ở đâu mà vô đây thuê phòng trọ? Người quản vô đây lâu chưa bà? Vô cũng lâu rồi, đi bán số mấy năm rồi. Trời ơi, tội nghiệp. Bà năm nay bao nhiêu tuổi? 77 rồi. 77. Tên gì bà, tên gì? Thanh. Thanh, dạ. Bà Thanh. Rồi con nhớ rồi. Để con xem rồi con giúp được gì con giúp nha. Rồi, bà con xin cảm ơn nhiều nha. Dạ. Bây giờ con đi con đưa cơm cho mấy cái người khác nữa. Dạ, thôi kệ nó, bà ăn đi nha. Rồi, trưa rồi, mai rồi, bà có, mà khi nào mấy giờ bà có ở nhà? Bình thường á. Chiều nay á. Không, thì ngày mai mốt gì đó. Con cứ gọi trước là bà có thì con qua nha. Cứ gọi đi, bà có chừng nào khi mà có giấy số đưa giấy số xuống đại lý cho bà đi. Bây giờ có vé số không mà bán? Ta ngưng bà rồi. Không, mà không có vé số nhưng mà bà ra đây ngay người ta nói là đòi lấy vé số cho gạo. Rồi con hiểu rồi. Thôi kệ nó. Giờ mấy bữa bà đâu có ra đâu. Dạ rồi con hiểu. Mà đòi lấy kia nó chưa có gạo. Dạ rồi để con nghiên cứu con giúp đỡ cho bà nha. Thôi con đi đã. Bà ăn đi. Con vừa nấu xong đó. Dạ con nấu ở nhà đó, con nấu mấy chục phần vậy đó, xong con đem con đi cho. Dạ thôi kệ nó, mùa này mình san sẻ thôi nha, con đi nha. Mới thấy cái anh kia đi đâu rồi. Chú ơi, chú ăn cơm chưa? Dạ chưa. Ở đây con có cơm con cho đây nha. Dạ. Ở đây, sách cầm. Dạ, nha. Dạ cảm ơn. Rồi, chú năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 40. À 40 tuổi hả? Chú dạ. Tên gì? Dạ tên Hiệp. Hiệp, rồi hàng ngày là bán ở khu này thôi. Dạ vòng vòng chợ Đà Lạt chứ vòng vòng trước đây vậy. Rồi ở với ai, nhà có bao nhiêu người? Dạ chỗ của tụi em ở thì có mấy người mù lận. Mấy người? Dạ 6 người. 6 người mù hả? Nhà anh ở đâu? Anh ở đâu? Chỗ Tâm Lâm là 4 người. Còn hai bà Trưng đó thì 2 người. Không, rồi nhà ở đâu? Quê hả? Quê mình ở đâu? Xa lắm, ở dưới miền Tây á. Dưới miền Tây lên đây hả? Dạ. Hồi xưa có giấy số bán, giờ không có, bán đỡ cái này. Trời ơi, thương quá. Rồi giờ anh ở trọ ở đâu? Ở chỗ 85 Nguyễn Văn Trỗi. 85 Nguyễn Văn Trỗi hả? Dạ. Rồi tới đó hỏi anh, hỏi tên gì? Anh có số điện thoại hay gì không? Dạ có, để em đọc thôi. Rồi anh đọc cái số điện thoại đi rồi em gọi nha. Dạ, rồi anh tên gì? Anh tên Hiệp. Hiệp đúng không? Anh Hiệp. Hai người bạn đang đi tới là ở Hai Bà Trưng. Đây nữa đây hả? Dạ. Rồi để em cho.
để em chờ. Đây đây đây, chờ em chút, em cho bạn anh rồi em hỏi thăm anh sau nha. Ở đây à, mấy anh chị ăn cơm chưa? Em có cơm hay cho này nha. Dạ, mai tầm khoảng cỡ 11 giờ 11 rưỡi thì cứ đứng ở đây đi vòng 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 vòng, vòng khu này nha. Dạ. Rồi em đem cơm ra cho ăn đây, giờ cơm của chị đây. Dạ, cảm ơn. Nha. Dạ. Rồi cứ đi vòng vòng đây đi rồi em đem qua cho, rồi em có hỏi cái địa chỉ phòng trọ. Anh tới đây em hỏi luôn nè, đây đây đi tới đây. Dạ, dạ. Rồi em hỏi thăm luôn. Rồi phòng trọ mình là bao nhiêu người? Dạ phòng hai chồng này thì ở Điền Hai Bà Trưng anh. À Hai Bà Trưng. À rồi anh là bên kia mấy người? 4 người. Ở bên đây là 4 người. Đó, rồi đây 2 người. Không có gì anh cứ gửi cho anh này đi rồi anh này điện qua lấy chứ gì đâu. Không biết còn cơm không nữa chứ. À, chờ em chút em hỏi thử còn cơm không rồi em cho nha. Ồ trà đông quá đây nè. Bây giờ thôi, đây em coi thử. Gửi thì em đây không điện thôi. Rồi rồi ok rồi em gọi em rồi em giúp đỡ cho nha. Em không có gì, chỉ có bữa trưa. Luận ơi, hết cơm rồi hả em? Ừ, Luận gọi hỏi tôi. Gửi cho cái anh này đi, em chạy đi em lấy à. Dạ dễ. Thôi để con đem cơm cho nha, bữa trưa có đứng đây nha. Dạ, dạ, dạ. Đi vô đây, vô đây, vô đây. Đi vô trong này cho mát. Đi vô trong này cho mát. Đứng vô đây, vô đây. Rồi từ từ nha, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Rồi đứng sát sát vô đây cho A Mát nè. Rồi à, chị cũng đi bán vé số à? Dẫn mấy người này đi hả? Dẫn mấy người này đi vậy đó hả? À. Tại vì em gỡ gần nhà chị á. Thôi kệ nó, chị em giúp đỡ nhau đi. Mai cứ tập trung vào đây rồi em đem cơm ra cho ăn nha. Mai chắc là đem mấy phần đây ta? Là 2, 4, 6. Chắc có đem 6 phần hả? 6 phần hả? Đem 6 phần. Để mấy giờ anh biết tầm khoảng cỡ 11 giờ rưỡi. Dạ 11 giờ rưỡi. 11 giờ rưỡi đi quanh quanh đây đi. Rồi em đưa em gặp ai thì em đưa rồi mọi người tới lấy nha. Có gì anh gửi cho hai cái anh này đi em chạy ra lấy. Rồi 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 ok ok. Đây cái này là em nấu ở nhà rồi em đem em ra em tặng đó. Dạ, nha. Thôi kệ ráng đi chứ mùa này có khách có khứa đâu mà bán buôn gì được. Dạ ráng 15 ngày coi sao. Ừ. Hôm nay em nấu mà chắc đem cho hết trơn rồi. Dạ không sao anh, ngày mai cũng được anh. Thôi ngày mai nha. Dạ dạ. Ngày mai đi chứ bây giờ em hình như là mấy bạn đem đưa đi cho hết trơn dạ, rồi. Dạ không sao anh. Rồi dạ, thì hôm nay Vũ đã đưa xong hơn 50 phần cơm rồi đó. Thì Vũ đưa tầm khoảng cỡ được 10 phần. Còn các bạn tình nguyện viên khác thì mấy anh em trong công ty á, thì đưa thêm tầm khoảng cỡ hơn 40 phần nữa. Thì giống như nãy giờ Vũ có chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Thì anh chị nếu có điều kiện thì giúp đỡ nha. Vũ lấy được số điện thoại của mấy cái hoàn cảnh khó khăn của mấy bác này, mấy anh chị đó. Thì nếu cô chú anh chị nào mà có lòng hảo tâm thì giúp đỡ thì cứ nhắn với Vũ, Vũ đưa số để mình san sẻ cái khó khăn cho những cái hoàn cảnh đó nha. Bản thân Vũ hôm nay đi là gặp nhiều cái hoàn cảnh thấy tội quá. Vũ cũng sẽ tính cách xin anh em, rồi bản thân Vũ cũng cũng nếu có một ít thì Vũ cho mấy anh chị một chút. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha. Vũ mong muốn là mọi người có thể lan tỏa được những cái hoàn cảnh khó khăn này. Nếu ai mỗi người một chút thôi, Vũ luôn tin rằng vậy, mỗi người một chút thôi thì giúp đỡ được cho họ rất là nhiều. Hẹn mọi người vào video sau nha.